thưa quý vị và các bạn một câu chuyện đầy cảm xúc đẫm nước mắt nói về mẹ ghẻ con chồng nhưng trong câu chuyện này thì ngược lại bà mẹ ghẻ đã hy sinh bản thân mình để cứu con của chồng và câu chuyện đầy nước mắt thấm thía nỗi đau buồn và cảm xúc như thế nào thì sau đây Tôi kính mời quý vị cùng lắng nghe theo dõi chi tiết. Khi người ta kéo được chị ra bên ngoài, hai chân chị đã bị kẹp nát tới tận đùi, đầu bị lõm chảy máu nhưng hai tay chị vẫn ôm chặt đứa con nhỏ. 27 tuổi chị kết hôn với một người đàn ông hơn mình 4 tuổi. Họ làm chung trong một nhà máy. Hai năm sau, vợ chồng anh chị đón đứa con gái đầu lòng. Hạnh phúc tưởng mỉm cười với người phụ nữ ấy. Thì không ngờ, sau đó chị phát hiện mình bị ung thư nang buồng trứng ác tính. Phải cắt bỏ khối u lẫn tử cung. Chị trào nước mắt khi biết mình không thể sinh thêm con cho chồng được nữa nhưng những tháng ngày nằm viện đó anh lại là người chăm sóc vợ tận tình và luôn quan tâm động viên để chị không phải lo nghĩ gì cả đứa con gái nhỏ ở nhà có bà trông nom nhưng mỗi khi từ viện về anh lại sắn tay vào thay tã pha sữa cho con rồi cũng tới ngày chị ra viện về với chồng con nhưng từ đó sức khỏe của chị giảm sút hẳn chị cũng phải xin chuyển công việc khác nhẹ nhàng hơn anh vẫn quan tâm chăm lo cho vợ và con và không hề nả bất cứ một công việc gì. Khi đứa con gái được 5 tuổi thì chồng chị Hạnh được thăng chức từ tổ trưởng lên quản đốc. Kinh tế gia đình bắt đầu khá giả dần lên. Nhưng cùng với đó là những bữa cơm tối vắng chồng nhiều lên vì còn bận tiếp đãi anh em. Tuy không ăn cơm nhà nhưng anh vẫn không quên gọi điện báo trước cho vợ và hẹn giờ nào về thì anh sẽ về đúng giờ đó chứ không xa đà chính vì thế vì vẫn một mực tin tưởng chồng tin vào sự thủy chung và trách nhiệm của anh với gia đình tuy nhiên trong một lần uống quá chén anh đã lên giường với một người đồng nghiệp nữ bỏ chồng lúc nào không hay đêm đó anh hận bản thân mình vô cùng nhưng giấu vợ anh nghĩ chắc chắn cô ta cũng sẽ có cách để không có thai nhưng nào ngờ đó lại là âm mưu của cô ấy cô ta cố ý ngủ với anh để tống tiền anh hai tháng sau vào một ngày đẹp trời cô ta nhắn tin hẹn gặp chị chị đồng ý vì tưởng cô ấy có chuyện gì khúc mắc trong công việc ở chỗ chồng nhờ chị nói giúp anh nhưng nào ngờ cô ta báo một cái tin xét đánh là mình đã có thai với chồng chị và bày ra tất cả giấy tờ mà cô ta vừa đi khám thai về cô ấy nói nếu không tin thì về hỏi chồng chị Chờ con sinh ra sẽ xét nghiệm là biết liền Chị hỏi anh Anh cúi đầu xin lỗi vợ Nhưng anh bảo chưa chắc đó là con của anh Loại đàn bà như cô ta thì lừa rất nhiều người Anh sẽ đưa cho cô ta tiền và bảo cô ta phá thai Nhưng chị lại không cho phá Chị nói với cô ấy nếu đúng là con của chồng Thì chị hãy giữ lại Chị sẽ cho thêm tiền Cô ta khẳng định là con của chồng chị. Vậy là chị đã giấu giếm anh nuôi nhân tình của chồng suốt những tháng ngày mang thai. Lúc này cô ta đã không làm ở công ty chồng nữa, chị đưa cô ta đi khám thai đều đặn và biết là con trai thì chị mừng lắm. Rồi cũng đến ngày cô ấy vào bệnh viện sinh nở, chị là người đưa cô ấy đi. Khi cô ấy mẹ tròn con vuông, chị mới gọi điện cho chồng đến anh ngỡ ngàng không biết phải làm gì, chị chỉ cười. Nó giống anh như đúc anh ạ. À. Sau khi sinh con, người đàn bà kia cầm 50 triệu chị đưa rồi cũng đi biệt tích từ đó. Chị đã đưa con chồng về nhà nuôi khi con mới được 5 ngày tuổi và chăm sóc thằng bé chẳng khác gì con đẻ của mình. Em không sinh được con trai cho anh, nhưng giờ anh đã có con trai rồi. Em mừng lắm em và anh sẽ cùng nuôi dạy hai con nên người trước sự bao dung và tấm lòng nhân hậu của vợ chồng chị càng khâm phục chị biết bao dạo ấy khi đứa con trai được hơn một tuổi rưỡi anh chị cho con về quê nội chơi cho ông bà biết mặt cháu con gái lớn vẫn phải đi học nên chị nhờ cô em sang trong nhà và trông con giúp nhưng trên đường về thì bất ngờ xảy ra tai nạn đau lòng Xe máy của anh đã va chạm với phần hông chiếc xe tải đi cùng chiều Cả ba người đều bị hất văng ngã xuống đường Nhưng anh ngã vào lề đường Nên chỉ bị xây xước nhẹ Còn chị và con trai bị bánh sau xe tải kéo lê hơn 6 mét Thấy phần đùi của vợ mắc kẹt trong bánh xe Anh đã hét lên Và tài xế đã cho lùi xe để mọi người kéo vợ và con anh ra Khi người ta lôi được chị ra bên ngoài hai chân đã bị kẹp nát tới tận nổi đầu bị lõm chảy máu nhưng hai tay chị vẫn ôm chặt đứa con nhỏ vì được mẹ ôm chặt nên khi té xuống và bị xe tải kéo lê phần đầu của thằng bé không đập xuống đường chỉ chân là bị xây xước nhưng chị thì đã tút hơi thở cuối cùng sau đó vài phút người đi đường ai nhìn cũng phải xót thương và cảm phục người phụ nữ ấy đau đớn như thế nhưng vẫn cương quyết không bỏ con ra chắn họ vẫn nghĩ người mẹ đã hy sinh tính mạng để cứu đứa con đẻ của mình chứ không ai nghĩ đứa trẻ được cứu là con riêng của chồng chị anh ôm hai đứa con nhỏ đấm vào ngực mình oà khóc trước linh cứu của vợ người phụ nữ đã hai lần giữ lại mạng sống cho đứa con riêng của anh trên đời này mấy ai có thể làm được như chị Vâng, xin kính mong quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Chồng kéo giá 300 triệu cho tôi và nhân tình nếu ai để được. Vợ chồng tôi kết hôn đã 3 năm mà tôi chưa có con. Đi thăm khám viện lớn, viện nhỏ, kết quả hết sức bình thường. Nhưng không hiểu vì lý do gì tôi vẫn không thể có bầu. Chồng lại là người con trai trưởng nên áp lực con cái rất là lớn bố mẹ chồng thời gian đầu cũng bình thường nhưng mãi mà không thấy tôi sinh được con nên chán ghét cay nghiệt với tôi hơn rất là nhiều mẹ chồng đôi lần bóng gió nếu không biết đẻ thì để người khác làm thay không thể để nhà bà tuyệt tự tuyệt tôn được thế rồi thời gian sau tôi phát hiện chồng có bổ nhân tình của chồng là một người phụ nữ trẻ đang làm trong khu công nghiệp gần nhà tôi cô ta là người trên miền núi Và hình như cũng không phải dạng vừa Tôi biết chuyện chồng ngoại tình thì đau đớn vô cùng Tôi bắt anh chọn lựa Chứ tôi không thể chịu được cảnh chung chồng Ai rẻ Anh lớn tiếng chửi bới tôi Rằng tôi không đẻ được Còn không biết thân biết phận Im đi thì anh còn để cho mà yên Còn không thì cuốn gói ra khỏi nhà này Anh không cần thiết nhưng tôi còn nặng lòng với chồng lắm Những lần như thế tuổi thân Thôi thủi nhưng bản thân tôi cũng thấy mình sao số bạc Phụ nữ lấy chồng có việc sinh con mà tôi chẳng làm tròn Hôm vừa rồi Mẹ đẻ có đưa tôi đến nhà một ông thầy giỏi Ông nói ông sẽ cắt thuốc cho tôi Về uống kiên trì nhất định có tin vui Tôi mừng lắm Về nói với chồng Ai người chồng nói một câu Như tát gáo nước lạnh vào mặt tôi được rồi, để xem sao. Tôi có tiết kiệm được 300 triệu đồng. Nếu cô và cô ấy ai để được con trước, tôi sẽ cho người đó tiền này. Tôi nghe mà say sầm mặt mày. Tôi thật không ngờ anh lại thốt ra những lời bạc bẽo đến như vậy. Anh nói thế khác gì đánh đố tôi. Anh biết thừa tình trạng của tôi hiện giờ rất cần thời gian. Liệu có phải anh quá chán tôi, muốn đá tôi đi lắm rồi, phải không? tôi nên làm gì bây giờ đây mọi người ơi Vâng, thưa quý vị Trong thời gian gần đây Kênh Vân Sơn Miền Đông của tôi mới mở Được rất là nhiều sự ủng hộ Cũng như là theo dõi, đăng ký kênh Của quý vị trong và ngoài nước rất là nhiều Tôi cố gắng cập nhật những câu chuyện hay hơn nữa Để đọc và gửi tới quý vị Trên hai kênh Minh Hải Miền Đông Và kênh Vân Sơn miền Đông Và trong một video hiện nay tôi thường cập nhật hai câu chuyện Mong quý vị lắng nghe cũng như bình luận, chia sẻ Tôi rất chân thành cảm ơn Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại